Gia, cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày thánh mà Chúa đã dựng lên cho tất cả chúng ta để thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời chúng ta. Từ Arizona, Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời yêu thương đến tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta ở trên khắp thế giới và đặc biệt ở tại Hoa Kỳ, quê hương, cùng thờ phượng Chúa với chúng ta. Gửi khen Chúa, Chúa là tốt lành mọi lúc mọi khi, và mọi lúc mọi khi Chúa là tốt lành. Xin tất cả cảm ơn Chúa thật là nhiều. Bây giờ xin chúng ta hướng về Chúa và tôn vinh Chúa ba ngôi Đức Chúa Trời chúng ta. Neo tôi chắc, rất chắc. Chúng ta hãy ở trong Chúa Giêsu, ở trong sự thành tín và nuôi dưỡng mình bằng sự thành tín của Ngài, nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Hãy thả neo ở trong Chúa, đừng ra khỏi Chúa. Amen. Bài hát này khích lệ chúng ta thật là nhiều buổi sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Sự cứu rỗi, chúng ta ngợi khen Chúa về sự cứu rỗi của Ngài là đoàn dân chiến thắng ở trong ân điển của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, hãy đến thờ phượng Ngài. Cùng nhau đến tôn thờ Chúa.
con tôn thờ Chúa Cha. Come, now is the time to worship. Yes, Lord, hallelujah. Come, now is the time to give your heart. Hallelujah. Come, yes, Lord, just as you are. Sự tôn quý tan giữa đời người. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across His land. When all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus high, a banner that flies across His land. Let all men may see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we moving forward, little by little taking ground. Every prayer powerful weapon, God most love, traveling now and now and now and now. Tiếng bước lên ta không sợ hãi gì, tiếng lấy cho đang thắng luôn khi ta cùng thắng cầu. Tiếng tôi cao phải chạy xa, đi ra, đi ra, đi ra.
Chúa khắp trên mọi nhà, để tất cả muôn dân biết lẽ thật Chúa. Đừng đi chân lý chỉ suy ngài, chúng ta Chúa Giêsu tôn cao ngài mãi. Con cầu tìm qua Chúa khắp trên mọi nhà, để tất cả muôn dân biết lẽ thật Chúa. Đừng đi chân lý chỉ suy ngài, lòng này ao ước đừng nhìn xem thấy những Giêsu tôn quý ban xưa nơi nơi. Lòng này ao ước đừng nhìn xem thấy những Giêsu tôn quý ban xưa nơi nơi. We want to see, we want to see, we want to see Jesus living high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Cảm ơn Chúa Giêsu giấu với chúng ta. Tôi không có muốn dừng cái bài hát này lại ở đây quý vị. Chúa thật tuyệt vời với chúng ta. Tuyệt vời của Chúa của chúng ta, cứu Chúa của chúng ta đáng được tôn cao. Sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa về sự tốt lành của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đọc bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Xin chúng ta cùng lớn tiếng với nhau ở trong công bố niềm tin của chúng ta giờ phút này. Xin chúng ta bắt đầu. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thay dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Đức Thánh Linh, quyền năng và các ân tứ của Ngài. Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của các thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Quý vị thờ phượng Chúa thật là phước hạnh buổi sáng hôm nay. Và tôi không có muốn dừng lại cái bài hát này. Có một bài hát nữa mà đáng lẽ ban thờ phượng tiếp tục ở trong thời giờ chúng ta ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa, lấy tâm linh của mình để thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Nhưng mà chúng ta không biết việc kỹ thuật như thế nào, nhưng mà không thấy cái bài hát đó hiện lên trên màn hình, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục bước vào trong thời giờ chúng ta tôn vinh và thờ phượng Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa một lần nữa. Thay mặt cho Hội Thánh Vườn Nho, tôi xin gửi đến quý vị lời chào thân thương, tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Và giờ này tôi xin mời cô chị Hồng Diễm tiếp tục hướng dẫn trong sự thờ phượng sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Mục sư Đông vì lời chào thân ái đến Hội Thánh. Cảm ơn Chúa một buổi sáng phước hạnh chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa và được tương giao với Chúa. Ngợi khen Chúa và được nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta có một giờ làm chứng do một ông anh bà chị em trong Hội Thánh, chúng tôi xin làm chứng cũng như nói về cái những hoạt động trong Hội Thánh trong tuần qua. Cảm ơn Chúa. Cũng phải nhắc lại là trong một vụ của Hội Thánh Hồi Vườn Nho, chúng ta có đăng thông tin của Hội Thánh trên những tờ báo tuần và báo tháng. Chúng ta có thông tin được đăng ở trên báo Hướng Đi, và báo này là 3 tháng ra một lần. Hội Thánh Vườn Nho có thông tin trên báo này. Và cảm ơn Chúa, khi mà chúng tôi đem những tờ báo đến những nơi giống như là khu chợ, nhà hàng hoặc là những cái housing, thì những tờ báo này được truyền tay rất là mau. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta có cái tờ báo Sài Gòn Nhỏ, được xuất bản mỗi tuần. Và chúng tôi có đem những cái tờ báo này đến những housing. Và cảm ơn Chúa, cái tờ báo Hướng Đi nó biến mất nhanh lắm. Cảm ơn Chúa, vì tôi thấy là thông tin của Hội Thánh, của tin lành của Chúa đến từng người già ở trong cái khu housing đó. Và cảm ơn Chúa, khi mà mỗi tuần mà chúng tôi đem cái tờ báo
Sài Gòn nhỏ đến khu housing đó, thì mỗi lần đem tới thì cái báo kia đã mất hết rồi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và yeah, mình thấy đó là cũng là nhu cầu đem đến cái niềm vui nhỏ nhỏ cho những người lớn tuổi ở trong khu housing đó. Họ có thông tin, họ đọc, và chúng tôi cầu nguyện để những thông tin của Hội Thánh có thể đập vào mắt họ và có thể cho họ biết những thông tin của Hội Thánh khi cần thiết thì họ có thể liên hệ. Và chúng tôi vẫn giúp đỡ những người trong khu người già đó. Trong cái lúc này thì những cái gặp gỡ khó khăn, những cái hạn chế vì về những cái khoảng cách xã hội, nhưng mà cảm ơn Chúa thì cái nhu cầu thì nó vẫn như vậy, và chúng tôi cảm ơn Chúa để chúng tôi giúp đỡ họ và đem lại cái sự an ủi cũng như cái sự giúp đỡ cho họ, mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa dùng cái điều đó để cho thấy rằng cho họ thấy rằng Hội Thánh của Chúa vẫn đang hoạt động. Amen. Và đem đến sự giúp đỡ cho từng người một có nhu cầu. Và cảm ơn Chúa vì điều đó. Xin Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện để từng việc nhỏ Chúa sử dụng mỗi một chúng ta để đem lại ích lợi cho công việc nhà Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này là giờ dầm làm chứng của Hội Thánh để đem đến sự khích lệ cũng như đem đến cái đức tin cho mọi người khi nghe lời làm chứng cũng như được thấy công việc của Chúa trên mỗi một đời sống của chúng ta buổi sáng hôm nay. Giờ này cô Tuyết đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng tôi rất là muốn nghe lời làm chứng của cô Tuyết về sự chữa lành. Amen. Cảm ơn về Chúa. Những điều Chúa bày tỏ cho cô. Dạ, xin mời cô. Welcome cô Tuyết. Xin Chúa ban phước cho cô. Cảm ơn cô Diễm. Dạ thì tôi cũng xin làm chứng là có hai vấn đề mà Chúa chữa lành mà gọi là instantly, nghĩa là nó lập tức, ngay lập tức sau khi mình cầu nguyện. Dạ. Thì thứ bảy, thứ sáu tuần, thứ năm, thứ sáu tuần trước nữa đó, tuần trước nữa thì là mình bị đau cái lưng, một bên hông thôi, bên hông cái lưng mà nó đau lưng xong rồi nó bút xuống tới cái đùi rồi cái chân xuống tới gót chân luôn, nó bò đò làm như cái nơ của nó như vậy đó, nó có làm cho mình đau nhất. Thì mình cũng xoa bóp, mình cũng cạo gió, rồi xong rồi uống thuốc Advil, nhưng mà nó cứ bị on and off hai ngày liền như vậy, là thứ sáu thứ bảy. Thì hôm chủ nhật là tuần rồi đó, thì mục sư cầu nguyện blessing cho Hội Thánh, cho xin Chúa này chữa lành. Yeah. Thì mục sư có nói là nếu ai trong cơ thể ai mà có đau nhức thì cứ để tay vào chỗ đau nhức đó và giơ tay lên để mục sư cầu nguyện. Thì mình cũng làm y như lời mục sư, mình để tay cái đó và giơ tay lên cầu nguyện. Thì xong sau lúc cầu nguyện đó rồi, mình cũng nhắm mắt cầu nguyện, mình hiệp ý cùng mục sư để cầu nguyện và cũng dâng lên Chúa những cái trong cơ thể mình và những cái cảm giác đau đớn đó. Thì sau đó thì xong rồi thì thôi lại tiếp tục thờ phượng Chúa cho tới hết lễ. Thì mình lại đứng lên, mình làm công chuyện nhà, mình đi lại thì mình lại cảm thấy là ủa sao không thấy nó đau nữa. Tại vì thường thường á, mình đi lại thì nó ok, nhưng mà khi mình nằm ngủ hoặc là mình ngồi một chỗ, là khi mình đứng lên á, là tự nhiên nó làm giống như là nó cử động lại á, là cái muscle nó đau. Thì mình nói ủa tại sao không thấy nó đau, mình cứ nghĩ vậy mà cứ chờ có nó có đau lại hay không. Thì dạ vẫn tiếp tục cho cả ngày hôm đó thì không thấy gì hết. Mình cứ một trong bụng á thì cứ lo là để chờ cái cảm giác nó đau nó trở lại, mà một phần thì cũng ông amen, cảm ơn Chúa đã chữa lành. Amen. Nhưng mình không ngờ rằng là cái sự chữa lành của Chúa đến một cách đó là ngay lập tức như vậy. Hallelujah. Cảm ơn Chúa là sau cái ngày chủ nhật đó thì nó lại tiếp nối qua một cái chữa lành thứ hai. Là câu chuyện thứ hai á, là chiều hôm đó thì mình lên nhà con mình chơi, thì cháu nó cứ nói thôi giờ mua pizza ăn. Thì mình cũng ăn pizza xong thì mình đi về thì tới 2 giờ sáng tự nhiên cái người mình nó cái như bị heartburn á. Cái mình mới nói là mình cứ nghĩ là sao mình ăn pizza mà đâu có gì spicy hay là ăn nhiều mà để nó đau bao tử, mà nó nằm mà nó không ngủ lại được nữa. Mình cứ suy nghĩ hoài, mình nói ô nó kỳ quá,
Thì mình mới nói không, thường thường nghĩ là nó đói thì nó mới đau, nhưng mà lúc này mình cũng không có đói. Thì mới ra tủ lạnh để mà uống một ly sữa. Thì uống một ly sữa xong rồi thấy nó dịu dịu lại, thì mình lại đi vào trận đi ngủ lại. Thì cảm ơn Chúa, sau đó thì lại thấy người nó khỏe, sáng hôm sau thấy người khỏe không có gì hết. Cảm ơn Chúa Giêsu. Mà cái mà còn cái vấn đề đau lưng thì không còn thấy hoàn toàn nữa. Hallelujah. Cái lúc ăn hoàn toàn nữa. Nhưng mà rồi cái thì lại bị cái vấn đề là đau bao tử. Thì mình cứ mỗi lần nó đau như vậy á, thì trong ngày nó cứ on and off, nó làm khó chịu. Mà cứ phải mỗi lần mà nó đau á, thì lại phải ăn cái gì vào thì nó lại dịu bớt. Mà rồi hoặc là đi ra uống ly sữa thì nó dịu bớt. Tại mình cũng không nghĩ là mình uống thuốc nữa. Thường thường là nó bị heartburn như vậy là uống thuốc, nhưng mà mình cũng không nghĩ là uống thuốc. Rồi cứ hai ngày liền là thứ hai và ngày thứ ba, nó cứ on and off mà khó chịu lắm. Đó. Thì tới ngày thứ tư là mình học Bible study. Thì cái cuối chương trình học á, thì mục sư có nói là chị Tuyết Mai có nói rằng là xin mục sư cầu nguyện cho vấn đề đau bao tử hay đau ruột gì đó. Cái mình cũng nhớ tới cái bệnh của mình. Chứ nhưng mà mình thôi mình không có nói nữa, mình nói thôi cũng là cùng một đồng bệnh với nhau. Thôi chị đã nói rồi thì thôi mình không nói, thì mục sư nói ok thôi bây giờ trước khi chấm dứt chương trình thì để mục sư cầu nguyện. Bây giờ nói chị Tuyết Mai đặt tay vào chỗ bao tử hay chỗ ruột nào đó để mục sư cầu nguyện. Thì mình thấy, mình nghe như vậy, thế là mình cũng để một tay vào trên chỗ cái bao tử của mình, mà ngay chỗ cái cuốn bao tử chúng phải là bụng dưới, bụng trên. Mình cũng giơ tay, mình cầu nguyện, mà mình cũng giơ tay để mà mình đặt vào cái hình, cái chữ của cô chị Tuyết Mai để mình cũng cầu nguyện cho chị ấy. Và sau đó mình cũng giơ tay để mình xin Chúa cũng chữa lành cho mình, vì đã hai ngày nay rồi mình nó khó chịu quá. Thì cảm ơn Chúa, sau đó rồi thì xong, thì mình lại thấy, thì tại nó êm nó không có cái gì cả, mà mình cứ chờ để coi nó có đau lại hay không. Tại vì thường thường sau bữa ăn mà khoảng mấy tiếng đồng hồ sau đó, thì nó lại làm cho mình khó chịu. Mà cảm ơn Chúa là sau đó thì nó không có một cái triệu chứng gì mà nó xảy ra nữa. Mà tối hôm đó lại ngủ ngon. Rồi qua ngày thứ tư mình cũng không thấy nó đau, mà mình cứ chờ cho nó đau mà nó không thấy nó đau nữa. Ôi mình mừng quá, cái mình cũng có nói chuyện với Vi, mình cũng nói ôi bác như vậy đó. Vi nói ô cảm ơn Chúa, vậy Chúa chữa lành cho bác. Và cho tới ngày hôm nay, và hôm nay là mà mình đã nói chuyện với Vi, và cũng như mình nói chuyện với người quen của mình và ngay cả con mình nữa, thì nó cũng nói ô đó là God làm cho mẹ đó. Amen. Cảm ơn thì Chúa. Cảm ơn Chúa, và cảm ơn Chúa thì hôm nay đó mình có vài lời để làm chứng. Hallelujah. Cũng như khích lệ tất cả các anh chị em mà là con cái Chúa, thì mình thấy là qua cái cuộc sống của mình, qua cái sự mà khó khăn trong cuộc sống, cũng như là về tinh thần cũng như về sức khỏe, thì mình thấy rằng Chúa luôn ở gần, Chúa luôn ở bên cạnh mình và giúp cho mình được nói là có sự mạnh mẽ và mình cứ phải trông cậy nơi Ngài. Amen. Cảm ơn thì Chúa. Những cái sự thách đó mình cũng càng, mình qua càng nhiều cái sự thử thách đó thì mình kinh nghiệm được cái tình yêu và cái sự tốt lành của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Dạ, cảm ơn mục sư. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn lời cầu nguyện, lời làm chứng của cô Tuyết buổi sáng hôm nay. Amen. Khen Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, lời làm chứng rất là khích lệ của cô Tuyết. Amen. Sáng hôm nay rất là cảm động vì mình thấy sự chữa lành, sự chăm sóc của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và đem lại chúng ta sự khích lệ rất là lớn và thêm đức tin để chúng ta trông cậy Chúa. Và cho những người đang trông cậy vào sự chữa lành của Chúa, hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa, trông cậy Chúa và để đức tin mình nơi Chúa. Amen. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy sự trả lời của Chúa trên chúng ta. Cảm giống Chúa. Như lời của cô Tuyết làm chứng buổi sáng hôm Amen. Nay. Amen. Xin Chúa tiếp Cảm tục Chúa. Ở cùng ban sự bình an, sức khỏe cho ông bà anh chị em, đặc biệt là trên cô Tuyết. Amen. Để chúng ta bước đi với Chúa những ngày bình an và thỏa vui trên con đường theo Chúa. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ bước vào thời giờ hầu việc Chúa bằng sự dâng hiến. Trước khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, Diễm sẽ đọc một phân đoạn kinh thánh để khích lệ chúng ta trong vấn đề dâng hiến Chúa buổi sáng hôm nay. Xin ông bà anh chị em mở ra kinh thánh, lời Chúa được chép ở trong các vua nhì,
đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu 5. Các vua nhì đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu 5. Chúng ta có thể theo dõi lời Chúa ở trên màn hình. Để hòa lòng theo lời Chúa buổi sáng hôm nay, Diễm xin đọc lời Chúa. Khi Josiah lên làm vua được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jedida, con gái của Adaja, cháu Bồ-Cát. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David, tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Năm thứ 18 đời Josiah, vua sai thơ ký Sa-phan, con trai Asalia, cháu Mesulam, đến đền Đức Giê-hô-va mà dặn rằng: hãy đi lên thầy tế lễ thượng phẩm hình kia, đếm bạc đã đem đến trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các ngươi gìn giữ cửa đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự. Đoạn hãy giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc việc đền thờ của Đức Giê-hô-va, để họ giao lại cho thợ sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ, tức thợ mộc, thợ xây cất, thợ hồ, và dùng mua gỗ và đá đẽo đặng tu bổ đền lại. Xong chớ tính sổ bạc giao nơi tay chúng, vì chúng vốn làm thành thật. Cảm ơn Chúa. Amen, dựng thêm cái câu số 7, vì nó trọn cái phân đoạn này. Thì nếu chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ đọc hết cái phân đoạn, cái cả đoạn Kinh Thánh này, đoạn 22, rất là hay. Amen. Khi mà đọc qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy một bức tranh của đền thờ Đức Chúa Trời được xây dựng. Amen. Chúng ta thấy đơn giản vậy thôi đúng không ạ? Một cái đền thờ được xây dựng rất là uy nghi. Nhưng mà khi chúng ta đi vào chi tiết phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy những cái hành động, những cái thiện ý của dân sự Chúa, những cái sự kêu gọi của thầy tế lễ và cái những tấm gương của những người lãnh đạo. Chúng ta thấy làm thế nào để đền thờ Đức Chúa Trời được xây một cách uy nghi và vinh quang như vậy. Ở đây nói đến những cái đức tính của những người dân hiến, những người có lòng quản lý công việc nhà Chúa, những người làm theo từng chi tiết của Đức Chúa Trời dặn, và Amen. Quan trọng nhất là cái lòng thành thật nha. Tin tưởng lẫn nhau, thành thật xây dựng công việc nhà Chúa, và trong tất cả các điều này là tấm lòng dân hiến của dân sự Chúa. Amen. Để nhà thờ Chúa, đền thờ Chúa được như ngày hôm nay là nhờ sự dân hiến và tấm lòng của ông bà anh chị em. Khi mà Diễm đọc phân đoạn Kinh Thánh này, Diễm suy nghĩ á, dân Israel tại sao họ giàu có cho tới bây giờ? Mình không có nghe người dân, một cái dân Do Thái nào trên thế giới mà bị homeless đúng không ạ? Yeah, không có ai phải đi ăn mày, không có ai phải đi ăn xin. Tại vì sao? Lòng dân hiến của họ đối với Chúa, cái tấm lòng của họ đối với nhà của Chúa. Có một phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong Sử Ký á, khi mà thầy tế lễ kêu dân sự dân để xây dựng nhà Chúa đó, họ dâng đến độ thầy tế lễ nói thôi đủ rồi, đừng dâng nữa, nhiều quá rồi, đủ rồi. Mình thấy tấm gương của những người Do Thái mình học theo, và chúng ta là những con dân Chúa thế hệ ngày hôm nay, chúng ta đang xây dựng công việc nhà Chúa. Và qua phân đoạn Kinh Thánh này kêu gọi chúng ta sự đầu tư cho công việc Chúa, sự cẩn thận để quản lý gia tài của Chúa, và tấm lòng thành thật để hầu việc Chúa chung với nhau. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng này khích lệ chính mình, Diễm cũng như bà chị em qua sự dâng hiến, qua việc đóng góp mình vào công việc nhà Chúa. Amen. Cảm ơn để Chúa. Công việc Chúa được mở mang. Cảm ơn Chúa. Trước khi dâng hiến, Diễm xin cầu nguyện cho số tiền cho bà chị em. Trước khi chúng ta sẽ tôn vinh Chúa bài qua dân hiến, xin mọi người hiệp lòng lại, Diễm xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là cha giáo của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa một buổi sáng phước hạnh được ở trong nhà của Chúa, được ngợi khen Chúa và được dâng hiến cho Chúa, được góp phần vào công việc của nhà Chúa để xây dựng nhà của cha. Chúa ơi, chúng con đang xây dựng vương quốc của Chúa tại đất này. Vì vậy xin cho chúng con có tấm lòng hiệp một, yêu thương, chân thật và để ý từng chút đến công việc nhà Chúa, để công việc Chúa được mở mang. Buổi sáng nay chúng con cầu nguyện chúc phước cho tất cả tấm lòng ông bà cho em chúng con, sự dâng hiến của họ, sự góp phần vào công việc Chúa của họ. Chúa ơi, chúc phước cho sức khỏe, bình an, chúc phước cho hạnh phúc hôn nhân, chúc phước cho tài chánh, chúc phước cho con cái và tương lai các con ở trong nhà. Chúc phước cho sức khỏe của chúng con, và chúc phước cho việc chúng con sống tồn tại trên đất này làm sáng danh Chúa.
nữa. Buổi sáng hôm nay xin Chúa ngài ở cùng, Thánh Linh Chúa tiếp tục ở cùng và tể trì buổi nhóm để tất cả chúng con được hầu việc Chúa, được nghe lời Chúa một cách phước hạnh. Và một tuần lễ mới chúng con sống trong bình an, sống trong hạnh phúc từ ơn của Chúa ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng con. Chúa cùng đi với tôi, nơi đau thương ta tôi mình mù. Lạy thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa hằng chăm sóc tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày. Bằng tình yêu ơi, nén lực từ ơi, ngài luôn luôn mở lối, ngài luôn luôn ở đây. Nơi trong gai cô ca, ngài dẫn bước tôi luôn thẳng. Nơi hoan hô Chúa khiến tôi reo vui tươi. Mỗi đêm ngày sẽ qua, những lời Chúa sẽ không đổi rời. Ngày hôm nay, ngài ban phước tươi mới. We'll make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will pray, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Chúa cùng đi với tôi, nơi đau thương tâm tôi mình mù. Thầy ơn Chúa sao lòng vô biên, ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa hằng chăm sóc tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày. Bằng tình yêu ơi, năng lực tươi mới, ngài luôn luôn mở lối, ngài luôn luôn ở bên. Bằng tình yêu mới, năng lực tươi mới, bằng tình yêu ơi, năng lực tươi mới, ngài luôn luôn mở lối, ngài luôn luôn ở bên. Đang khi piano đang Yahoo dạo thêm vài tiếng piano, tôi xin được cầu nguyện cho quý vị buổi sáng hôm nay để nhận lấy sự thăm viếng, sự chạm đến của Chúa ở trong mỗi đời sống của chúng ta sáng hôm nay. Thưa Chúa, chúng con không muốn dừng buổi ca hát lời ở đây. Chúng con muốn ca ngợi Chúa nhiều hơn ở trong cuộc đời chúng con, bởi vì những sự tốt lành Chúa làm cho chúng con, qua lời làm chứng của chị em chúng con về sự chữa lành của Ngài.
chúng con vui mừng quá, bởi vì biết rằng Đức Chúa Trời chúng con thờ phượng là Đức Chúa Trời đang sống ở giữa chúng con, đang sống động ở trong thế giới này, và Ngài vẫn còn kiểm soát, Ngài vẫn còn đang kiểm soát thế giới này ở trong quyền năng tẩy trị của ba ngôi Đức Chúa Trời chúng con. Thật tuyệt vời, sáng hôm nay chúng con tiếp tục ca ngợi Chúa buổi sáng hôm nay qua bài hát này. Chúa ơi, phải Ngài mở lối cho chúng con. Nơi nào dường như không được mở ra, dường như bị đóng lại, nhưng Chúa đã mở một con đường cho chúng con. Thật tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Con công bố rằng bởi danh Chúa Giêsu Christ, buổi sáng hôm nay Đức Chúa Trời tiếp tục chữa lành những tổn thương trong lòng dân sự của Ngài. Những cánh tay nào, những ngón tay nào đang rờ chạm vào trong màn hình để lướt trong internet về phút này, trong Zoom, ở trong Facebook, ở trong YouTube để nghe giảng, để nghe thờ phượng, người đó được chữa lành bởi sự chạm đến của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, cánh tay nào đang đặt ở trên cơ thể này để được sự chữa lành thì Chúa chữa lành cho họ bởi quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì có Ngài là có tất cả mọi sự. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con. Chúng con xin dâng thời giờ, chúng con nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay trong tay của Chúa, và chúng con hiệp chung lại ở trong sự cầu nguyện, chúc tôn danh của Jehovah Đức Chúa Trời kỳ diệu của chúng con từ đây cho đến khi Chúa trở lại, và cho đến mãi mãi khi Ngài đem chúng con trở về thiên đàng để thờ phượng Ngài, luôn luôn cùng với 24 trưởng lão, cùng với các sinh vật, cùng với hàng tỷ tỷ thiên sứ của Ngài để ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trước khi nghe lời Amen. Chúa, có một thông báo như thường lệ đến với ông bà chị em. Vào mỗi tối thứ tư 7 giờ Hội Thánh có học Kinh Thánh online ở trên Zoom. Xin mời ông bà chị em tham gia học Kinh Thánh để chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời của chúng ta hơn, hiểu về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Và mỗi buổi sáng từ 6 giờ 15 cho đến 8 giờ 15 giờ của Arizona, phòng cầu nguyện sẽ mở từ thứ hai cho đến thứ bảy. Xin mời ông bà anh chị em khắp nơi xa gần tham gia vào phòng cầu nguyện. Amen. Để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho đất nước của mình, cầu nguyện cho dân tộc của mình, cầu nguyện cho Hội Thánh, cầu nguyện cho gia đình của chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin giao lại cho mục sư. Cảm ơn cô Diệp rất là nhiều ở trong thời gian hướng dẫn Hội Thánh ở trong sự thờ phượng, ở trong thời gian chúng ta thông đồng với nhau. Cảm ơn lời làm chứng của cô Tuyết Snow sáng hôm nay rất là chạm tới lòng của tôi và đầy sự vui mừng. Vì biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn còn đang sống động và đang tẩy trị cả thế giới này. Cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi được gặp lại các khuôn mặt của quý vị, anh chị em của chúng ta. Ở trong phòng nhóm này quý vị thấy chỉ có tôi, con trai tôi đàn, cô Diễm vợ tôi đang hướng dẫn hát và cô Quỳnh Hoa đứng hát. Thật ra trong phòng nhóm này đông lắm à. Quý vị nghe những tiếng hát mạnh mẽ lắm à. Có một số anh chị em khích lệ chúng tôi đó rằng Hội Thánh Vườn Nho ở trên cái online thì thấy vài người nhưng mà quý vị hát mạnh quá. Thật ra thì tôi phải bật mí cho quý vị biết rằng chúng tôi đông lắm à. Ở dưới anh chị em cầm microphone để hát, thì có gia đình của ông chấp sự của tôi Điểu Thiên Ân. Tuần rồi tôi có làm chứng về ông chấp sự của tôi rất là đô, rất là khỏe và Chúa cho khỏe mạnh, và lúc nào cũng cầm microphone cũng hát. Quý vị nghe cái tiếng hát nam mà giọng mà cao đó, đó là ông chấp sự tôi đó. Còn giọng mà thấp á thì tôi. Quý vị, hai chúng tôi đứng với nhau thì rõ ràng ông chấp sự tôi cao hơn tôi thì ông hát giọng cao, tôi thì tôi thấp hơn, tôi hát giọng bass. Cảm ơn Chúa vì tất cả những điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta ở trong sự thờ phượng Chúa. Gia đình của tôi vẫn nói với nhau rằng chúng ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Gia đình của chúng tôi nói giống như ông Giô-suê, tướng ở trong sự lãnh đạo dân Israel bước vào xứ Canaan, tiến chiếm xứ hứa, tuổi cao, và ông Caleb đã vẫn tiến chiếm xứ hứa và vẫn đánh chiếm xứ hứa, nêu gương cho gia đình của chúng tôi. Và trong Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh Vườn Nho, thì chúng tôi khích lệ với nhau bằng cái tinh thần đó là hãy cùng thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời, hãy cả gia đình của chúng ta cùng hầu việc Đức Chúa Trời. Hội Thánh Vườn Nho có một cái khẩu hiệu mà trên website mà chúng tôi để trên website, quý vị vô thăm cái website www.hoithanhvuonnho.az.com, quý vị sẽ thấy cái chữ xanh xanh nhỏ nhỏ ở cái góc phía bên trái của tôi đó, thì ghi rằng
Family Church có nghĩa là hội thánh mang cái tinh thần của một gia đình thân yêu. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi gắn kết với nhau, yêu thương nhau và khích lệ tinh thần của nhau. Và những người tham gia hội thánh cũng vậy, hễ mà có con cái thì cầu nguyện cho con cái của mình để cùng hầu việc Chúa với mình. Và cả gia đình của chúng ta hôm nay ở đây có vài gia đình thì tất cả đều đang có ở trong sự hầu việc Chúa chung với nhau, ở trong tiếng hát, ở trong sự dâng hiến, ở trong sự thông công. Tất cả chúng tôi đang làm tất cả mọi điều để thể hiện tinh thần của một gia đình hầu việc Chúa. Những gia đình nhỏ mạnh mẽ rồi thì hợp lại thành một gia đình mạnh mẽ trong hội thánh. Hội thánh mạnh mẽ rồi thì một xã hội sẽ mạnh mẽ, thưa quý vị. Hôm nay tôi chia sẻ lời Chúa cùng quý vị với một cái chủ đề, đó là chúng ta có thành bền vững. Nó liên quan đến điều mà tôi khích lệ quý vị trong thời giờ vừa qua. Cho nên một lần nữa tôi xin thay mặt cho hội thánh Tin Lành Vườn Nho gửi lời quý vị đến quý vị lời chân thành và yêu thương nhất. Và giờ này chúng ta cùng hướng về lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta suy gẫm lời Chúa trước khi chúng ta bước vào sự nghe lời của Chúa sáng hôm nay. Ở trong sách Tiên Tri Ê-sai đoạn 26 từ câu 1 chỉ đến câu 10. Xin quý vị cùng đọc với tôi. Chúng ta nhìn lên màn ảnh và chúng ta cùng đọc với nhau. Xin khởi sự. Bài ca tụng của những kẻ được chuộc. Trong ngày đó tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài này. Chúng ta có thành bền vững. Chúa lấy sự cứu làm tường lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Ngài đã dằn những người ở nơi cao, đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, sa vào bụi bặm, bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàn thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát. Đường của người công bình là ngay thẳng, Ngài là đấng ngay thẳng, ban bằng đường của người công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Ngài. Danh Ngài là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Đường ban đêm, linh hồn tôi đã ao ước Ngài. Phải, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài. Vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. Kẻ ác giàu có được ơn cũng chẳng học sự công bình. Xong nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới đọc qua một phần đoạn kinh thánh ưa thích của tất cả mọi người. Nhất là tôi, khi còn là một thanh niên thì tôi rất thích đọc câu số 3 của Ê-sai đoạn 26 và lấy làm thích thú. Có bài hát về cái câu kinh thánh này nữa. Đáng lẽ sáng hôm nay tôi đưa vào. Chúng ta sẽ hát vào một dịp khác. Ngài là Giê-hô-va, Chúa của cả vũ trụ. Và Ngài là vần đá của các thời đại. Làm cho chúng ta rất là yêu thích và trở nên mạnh mẽ khi chúng ta suy gẫm phân đoạn kinh thánh này. Tuy nhiên sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm phân đoạn kinh thánh này ở trong cái bối cảnh của nước Hoa Kỳ. Còn 90 ngày hơn nữa chúng ta sẽ bước vào cái kỳ bầu cử quan trọng của quốc gia này. Và đó là một cái sự quan tâm của toàn thế giới. Tôi suy gẫm lời của Chúa thì Chúa nhắc cho tôi hãy tiếp tục tin cậy và trao thoát tất cả những sự lo lắng của mình, những cưu mang của mình, quốc gia về xứ sở Hoa Kỳ, quê hương, ở trong cánh tay toàn năng của Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta. Bởi vì Ngài là vần đá của các thời đại. Ngài có thể làm những việc lạ lùng, kỳ diệu. Và khi đọc lời của Đức Chúa Trời sáng hôm nay thì lời của Chúa nhắc tôi nhiều hy vọng về điều mà Đức Chúa Trời đã và đang làm, và Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu cho chúng ta trong những ngày sắp tới này. Khi đọc lời của Chúa ở trong phân đoạn này, tôi thấy hình ảnh của một đất nước kính sợ Đức Chúa Trời ở trong phân đoạn kinh thánh này, thưa quý vị. Tôi muốn cho quý vị biết trước những điều gì tôi sẽ nói để quý vị theo dõi và quý vị thấy hòa lòng vào ở trong phân đoạn kinh thánh này là một dân tộc mà các quốc phụ đã lấy lời của Đức Chúa Trời để làm hiến pháp cho đất nước của mình, luật pháp cho đất nước của mình, và điều đó không bao giờ thay đổi, thưa quý vị. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của nước Hoa Kỳ, Đức Chúa Trời của một dân tộc kính sợ Đức Chúa Trời, thì Ngài nói rằng Ngài là làm ơn ngàn đời cho những kẻ kính sợ Ngài. Nước Hoa Kỳ mới chỉ trải qua 4 năm đời thôi, 244 năm, thưa quý vị. Cho nên
còn rất nhiều đời nữa. Và chúng ta hãy chờ đợi Đức Chúa Trời làm ơn cho đất nước này. Và đất nước này sẽ ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời và lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm luật pháp cho mình. Và điều đó không bao giờ thay đổi. Có những thông tin mà tôi sẽ đưa cho quý vị trong phần học Kinh Thánh buổi sáng hôm nay rất là thú vị. Và tôi xin được tiết lộ sớm hơn để không tôi quên. Đó là tôi và vợ tôi vừa mới search ở trên Internet, thấy rằng ngày hôm nay ở nước Mỹ có 68% cơ đốc nhân cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cách đây vài tháng chỉ có 48% thôi. Và bây giờ theo một cái thống kê của Lifeway thì bây giờ cả nước Mỹ có 68% cơ đốc nhân tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi sáng dậy sớm để cầu nguyện. Ở tại Arizona, thành phố Tempe có một hội thánh vừa mới thiết lập một vòng canh cầu nguyện, thưa quý vị. Sau khi một hội thánh ở Phoenix cầu nguyện tìm kiếm Chúa vài năm trước thì đến hội thánh Vườn Nho 2 năm qua, và tới tháng 9 này chúng tôi sẽ kỷ niệm 2 năm chúng tôi dậy sớm để mỗi sáng cầu nguyện với Chúa 120 phút mỗi sáng. Thì bây giờ tôi nghe tin tức một hội thánh nữa ở thành phố cách chúng tôi khoảng 40 phút lái xe đã dậy sớm để cầu nguyện với dân sự Đức Chúa Trời. Đây là một hội thánh người Việt Nam. Cảm ơn Chúa, hội thánh anh em của chúng ta. Và nó mở ra một cái cơ hội, một cái vòng canh để cầu nguyện. Và chúng tôi cầu nguyện rằng cả đất nước Mỹ sẽ bừng tỉnh để cầu nguyện tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhất là trong những ngày khó khăn sắp tới này. Và cho đến khi Chúa sắp chữa, Ngài ở sắp sửa trở lại, cho đến khi Chúa trở lại, chúng ta vẫn tìm kiếm Đức Chúa Trời. 68% người Mỹ đã tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài mỗi sáng, thưa quý vị. Chúng ta tìm kiếm Chúa bằng nhiều cách, ở trong phòng riêng, trong phòng ngủ chúng ta, hoặc là chúng ta vào trong một cái Zoom nào đó, một cái buổi cầu nguyện hiệp nguyện nào đó, báo hiệu rằng Chúa Giêsu sắp sửa thăm viếng đất nước này. Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu của chúng ta sắp sửa tái lâm, và Ngài đang dấy lên một dân sự, một tinh thần cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời theo như tinh thần của Ê-sai đoạn 26. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang thờ phượng một vần đá của các thời đại, đó chính là Chúa Giêsu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Cựu Ước, Ngài đã Giáng sinh làm người, ngôi hai ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu, tôi muốn nhấn mạnh điều đó để lặp lại cho quý vị biết rằng quốc phụ của nước Hoa Kỳ đã đến vùng Bắc Mỹ này để thành lập nên một quốc gia kính sợ Đức Chúa Trời, nên nền tảng lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Cho dù có bao nhiêu những người đang nổi lên để chống lại với lời của Đức Chúa Trời, chống lại với đạo đức của Cơ Đốc giáo, chống lại với ngay cả cái thần học ba ngôi Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh cũng khẳng định rằng Kinh Thánh không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời chúng ta cũng không bao giờ thay đổi, thưa quý vị của chúng của hội thánh của buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta có 3 phần mà chúng ta sẽ suy gẫm sáng hôm nay. Đó là thứ nhất, ở trong cái chủ đề chúng ta có thành bền vững. Thành bền vững của chúng ta là một nơi được vào với những tiêu chuẩn. Thành bền vững, chúng ta sẽ được vào đó với những tiêu chuẩn. Điều thứ hai, đó là một nơi không hề bị rúng động. Nếu có một người nào rủ chúng ta đi đến một nơi nào đó để thăm thú, để mà du lịch, và báo cho chúng ta biết rằng vài bữa nữa chỗ đó có động đất, núi lửa, là chúng ta có dám đi không? Không dám đi đâu. Rủ tụi đi đến chỗ nào an toàn chứ, tự nhiên rủ tụi đi đến chỗ mạo hiểm. Dĩ nhiên có những người thích mạo hiểm, nhưng mà đa số chúng ta sẽ không thích đi đến những nơi mà không có bền vững, bị rúng động, bị bắt cóc. Không ai đi đến chỗ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đến một nơi không hề bị rúng động. Rồi điều thứ ba, đó là một nơi để rèn tập người công bình. Cảm ơn Chúa. Điều mà chúng ta vừa mới đọc hồi nãy đó rất là khích lệ chúng ta ở cuối phân đoạn Kinh Thánh này. Kẻ ác giàu có được ơn cũng chẳng học được sự công bình, xong đó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng. Nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng. Lạ lùng thay, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng ngày hôm nay ở trong đất ngay thẳng có những người làm ác, và Đức Chúa Trời để cho chúng nó làm ác. Chúng ta sẽ suy gẫm về điều này như thế nào, và trong bối cảnh mà chúng ta đang ở, đang mắc vào, đang ở giữa cái bối cảnh khó khăn, thì chúng ta sẽ thấy rằng chương trình của Đức Chúa Trời với ý định của Ngài là tốt lành như thế nào. Cho nên mới có cái chủ đề rằng chúng ta có một cái thành bền vững. Và điều thứ ba mà chúng ta sẽ học, đó là chúng ta sẽ được rèn tập ở một cái nơi nào đó vẫn phải sống chung với người ác, vẫn phải sống chung với những người làm phiền chúng ta, những người neighbor của chúng ta đó có thể làm phiền chúng ta. Nhưng bởi vì điều đó mà Đức Chúa Trời sẽ tập luyện cho chúng ta trở nên một dân thánh của Đức Chúa Trời, không chi, không vít, không tì, không chi giống như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn xây dựng một hội thánh vững mạnh như chủ đề năm nay của chúng ta.
xây dựng một hội thánh vững mạnh đó quý vị. Vâng, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta được học qua cái chủ đề mà tôi vừa mới giới thiệu cho quý vị, để chúng ta được phước và được lời của Chúa gây dựng cho chúng ta hàm hành trang, để một tuần lễ mới chúng ta sống trong sự hy vọng, và chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trong một hành trình 3 tháng nữa sẽ có những sự kiện lớn xảy ra. Và chúng ta biết rằng sự công bình, những điều công bình thuộc về Đức Chúa Trời, như trong bài học này buổi sáng hôm nay, và chúng ta thuộc về dòng dõi của công bình. Chúng ta ở trong một cái thành bền vững và không bị rúng động như thế nào. Điều thứ nhất mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với câu 1 và câu 2 của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong Ê-sai đoạn 26. Tôi xin đọc lại cho quý vị câu 1 và câu 2. Trong ngày đó tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài hát này: chúng ta có thành bền vững, Chúa lấy sự cứu làm tường, làm lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Tôi lấy chủ đề bài học của chúng ta trong cái câu Kinh Thánh, câu số 1. Chúng ta có thành bền vững. Đây là một tin tức tốt lành cho chúng ta. Nếu mà trong chúng ta suy nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái thế giới đầy gian ác, đầy sự lừa lọc, nguy hiểm, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta có một thành bền vững. Và Kinh Thánh nói rằng đó là một nơi mà chúng ta có thể bước vào với những điều kiện mà tôi cho ra ít nhất hai điều kiện mà tôi được đọc trong lời của Chúa sáng hôm nay. Cái điều kiện thứ nhất đó, muốn bước vào trong cái thành bền vững của Chúa đó, thì cái thành đó đó là cái thành mà dành cho những người được cứu và chiến thắng. Ở trong cái Ê-sai đoạn 26 này, thì tác giả Ê-sai muốn dùng cái phần đoạn Ê-sai này để cho chúng ta, so sánh cho chúng ta với một đoạn thi thiên về sự đắc thắng, về sự chiến thắng của dân sự Đức Chúa Trời. Đây cũng giống như một cái thi thiên, nếu mà chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy nó giống như thi thiên vậy đó, nói về sự chiến thắng và sự đắc thắng của dân sự Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh bắt đầu, phân đoạn này bắt đầu với cái câu Kinh Thánh rằng chúng ta có thành bền vững, Chúa lấy làm sự cứu, làm tường, làm lũy. Cái thành này có bức tường, có lũy, là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời làm cái tường chắc chắn để che chắn cho cái thành tường thành đó. Chúng ta biết cái vị trí của Jerusalem á, là một cái thành trên cao. Và Jerusalem có 4.000 năm lịch sử đó, là luôn luôn bị kẻ thù tấn công. Nếu mà có khi nó thuộc về kẻ thù, có khi nó thuộc về dân Israel cho đến ngày hôm nay. Và người ta thống kê rằng có hơn 1.000 cuộc chiến xảy ra đối với thành Jerusalem để chiếm cái thành này. Nhưng mà thường thì rất là khó để chiếm cái thành này. Tại sao? Tại thành Jerusalem nó được nằm ở trên cái núi, lên trên cao. Và chung quanh thành Jerusalem là những cái lũy, là thung lũng. Và muốn chiếm cái thành Jerusalem á, người ta phải đắp cái lũy cao lên. Đắp cao lên ngang bằng với thành, rồi mới phá cái thành đó. Thưa quý vị, ở đây cho chúng ta một cái hình ảnh, khi mà Đức Chúa Trời đã bảo vệ chúng ta thì Ngài trở thành một cái bức tường thành kiên cố để gìn giữ chúng ta. Và để được Ngài bảo vệ, để được Ngài chăm sóc, để được Ngài che chở thì chúng ta phải ở trong Ngài. Đừng có đi ra khỏi Chúa chúng ta. Đừng mạo hiểm đi ra khỏi sự bảo vệ và sự che chở của Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên muốn được sự chiến thắng thì chúng ta phải ở trong Chúa. Chúng ta phải ở trong thành của Đức Giê-hô-va. Và cái thành đó chính là Chúa Giê-xu của chúng ta. Tôi xin long trọng tuyên bố với quý vị, nếu ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta chưa được an toàn, thì hãy nhớ là rằng chúng ta có một cứu Chúa Giê-xu, và hãy ẩn náu ở trong Ngài để cho chúng ta được bảo vệ. Thưa quý vị, chính Chúa là bức tường thành cho chúng ta và đồn lũy cho chúng ta. Và khi Ngài làm bức tường thành và bảo vệ chúng ta thì không có kẻ thù nào có thể tấn công chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 31, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta. Đó, khi Chúa đã làm bức tường cho chúng ta, khi mà Ngài là cái lũy cho chúng ta, khi Ngài là dòng sông để che chắn cho chúng ta khỏi sự vượt sông của kẻ thù nghịch, thì chúng ta được an toàn. Khi Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì ai nghịch với chúng ta? Không có kẻ thù nào nghịch với chúng ta. Cho nên hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài là vần đá của các thời đại. Thưa quý vị, điều thứ hai, vào nơi, cái tiêu chuẩn để được vào trong thành đó thì phải là người công bình và trung tín. Chúng ta đọc ở đây, chúng ta thấy tác giả Ê-sai nói rằng hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể gọi đây là hội của những người công bình và hội của những người trung tín.
hãy tiếp dân công bình và trung tín. Điều này dạy chúng ta hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, bài học thứ nhất đó là Chúa dạy chúng ta hãy kết bạn với một quốc gia và một cộng đồng giữ đức tin. Ở trong cái bản diễn ý thì là the nation that keeps faith, những người bạn mà giữ đức tin, một cộng đồng mà giữ đức tin, hãy kết bạn với những người đó đó, thì chúng ta được vào thành công bình. Khi Chúa nói rằng hãy mở cửa để tiếp dân công bình và trung tín vào đó, thì Chúa dạy chúng ta rằng hãy chỉ kết bạn với những người công bình và trung tín mà thôi. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng, ông Phaolô cũng nhắc chúng ta rằng đừng kết bạn với kẻ xấu, vì bạn bè xấu làm hư thôi nét tốt. Rõ ràng như vậy. Người Việt Nam chúng ta có cái câu ngạn ngữ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta chơi với bạn xấu là chúng ta sẽ dính tới bạn xấu. Đây là cái lời cảnh báo của tôi dành cho những người trẻ trong Hội Thánh, và ngay cả những người lớn tuổi, những người cao niên, tất cả chúng ta. Cảm ơn Chúa, Chúa cứu chúng ta và đặt chúng ta để chúng ta ở trong một cái thành. Hãy ở trong một cái thành mà có người công bình và người trung tín. Một hồi nữa tôi sẽ nói quý vị rằng ở trong đây cũng có những người giả nữa lẻn vào, và Chúa sẽ huấn luyện chúng ta đối diện với họ như thế nào. Nhưng ở đây rõ ràng một đất nước mà mời những người trung tín vào, một cái thành mà mời những người công bình vào và những người trung tín vào cùng chung sống với chúng ta, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta hãy mở cửa và tiếp đón những người đó vào trong nhà của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy kết bạn với một cộng đồng giữ đức tin, với một quốc gia giữ đức tin. Thì quốc gia, xứ sở, cộng đồng, gia đình chúng ta, cuộc đời của chúng ta sẽ được bảo vệ ở trong cái bức thành bền vững. Có những người nói sao tôi xui quá, tôi không may mắn, kiểm tra lại trong đời sống của mình, thấy chơi toàn với bạn xấu không à. Bị nó lừa, bị nó lôi kéo, bị nó dụ dỗ. Có những cơ đốc nhân bị dụ dỗ để chích choác. Có những con cái của những tôi tớ của Chúa thì bị nghiện ngập, thưa quý vị. Đó là những cái sự thật, bởi vì cớ rằng tưởng mình đứng vững, tưởng mình là con của một người đầy tớ của Chúa, tưởng mình là đủ lời của Chúa rồi, mình có thể đắc thắng những sự cám dỗ. Nhưng mà kỳ thực, ngoài Chúa ra chúng ta không thể nào thắng hơn thế gian được hết á. Ngoài Chúa ra có nghĩa là chúng ta đi ra khỏi cái thành, mà cái thành có cái bức tường kiên cố đó là Chúa Giê-xu. Ma quỷ nó muốn đục, nó muốn phá, nó muốn bước vào cái thành đó, nhưng nó không vào được bởi vì có một cái sự kiên cố là sự bảo vệ của Chúa Giê-xu. Nhưng mà có một điều nữa đó là thay vì chúng ta hãy ở trong một cái cộng đồng kính sợ Chúa, nhưng mà lại đi ra khỏi cái cộng đồng đó, ra khỏi Chúa, ra khỏi cái gia đình mà kính sợ Đức Chúa Trời để kết bạn với những người xấu, thì đời sống đó chắc chắn sẽ gặp sự trục trặc, sự khó khăn. Nếu Chúa yêu thì Chúa đem họ về. Điều thứ hai chúng ta học ở đây, ở trong cái việc chúng ta sẽ tiếp đón những người công bình và trung tín. Nhớ nghe quý vị, hãy chơi với những người công bình và trung tín nha. Tiêu chuẩn của chúng ta đó là bạn có tin Chúa không? Bạn có kính sợ Chúa không? Bạn có trung tín với Chúa không? Có những người mà gọi là cấp tiến hơn đó, tự do hơn đó, tôi không có chỉ trích, nhưng mà lại cho phép làm những điều mà Kinh Thánh Chúa không cho. Cho nên chúng ta phải cẩn thận đề phòng không được Có thể là bạn của tôi nhưng mà không thể bước vào cuộc đời của tôi, không thể lôi kéo tôi vào hội của các bạn được. Bởi vì hội của tôi là phải giữ lời của Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta điều thứ hai đó là chúng ta hãy thực hành sự công bình và trung tín, chứ không theo tinh thần của thế gian. Hãy thực hành sự công bình và trung tín. Ở đây, tác giả Esai đã khích lệ chúng ta rằng Chúa đã dạy chúng ta rằng qua Esai rằng hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Ở đây cũng dạy chúng ta rằng hãy thực hành sự trung tín, chứ không theo cái tinh thần của thế gian. Như là Thi Thiên đoạn 33 câu 1: Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Khi tôi suy gẫm câu kinh thánh này thì tôi rất là thích cái chữ ngay thẳng, upright heart đó, là một cái người có tấm lòng thẳng thắn, một cái tấm lòng ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta có tấm lòng ngay thẳng với Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có tấm lòng ngay thẳng với anh em chúng ta. Khi chúng ta sống thật với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thống thật với anh em chúng ta. Tôi thích nói cái điều này. Và quý vị thấy không? Khi mà chúng ta có tấm lòng ngay thẳng với Đức Chúa Trời, chúng ta đứng ở trong sự ngợi khen, chúng ta cái khuôn mặt của chúng ta trở nên sáng chói bởi vì sự hiện diện của Chúa. Cái sự phản chiếu cái sự sáng của Chúa, giống như Môi-se phản chiếu sự sáng của Chúa mà người ta phải lấy cái mạng để che mặt của Môi-se lại. Ở đây cũng vậy. Chúa muốn chúng ta ảnh hưởng cái sự sáng của Chúa đó. Cái người mà có lòng ngay thẳng ngợi khen Chúa thoải mái lắm. Cái người có lòng ngay thẳng đứng lên là cái ngợi khen Chúa hết lòng, hết sức. Như hồi sáng này tôi thấy quý vị ngợi khen Chúa một cách vui mừng
Tuần rồi thì chỉ có gia đình của tôi thôi, cho nên tôi thấy vợ tôi, cô Diễm cũng nhảy dữ lắm, nhảy mà tới nỗi quên bấm luôn, làm cho tôi phải thuộc bài, tôi phải lướt qua, tôi phải cố gắng. Nàng vui mừng quá, nàng tôn vinh Chúa mà, cái tấm lòng ngay thẳng mới có cái sự vui mừng, nó ngợi khen Chúa như vậy. Amen không à? Cho nên nhiều khi quý vị, mà nãy quý vị cũng cứ quên bấm nữa đó, nhưng mà tôi cũng biết rằng quý vị hăng hái quá, hăng hái quá. Quý vị quên, đó là phước, không sao hết trơn á. Cho nên mình đừng có, nhiều khi mình làm trưởng ban thờ phượng, mình đừng có sùng khi người ta không nhớ bài. Nhiều khi người ta sùng quá, người ta hát, người ta đi ra. Dĩ nhiên chúng ta phải có kỷ luật chút xíu. Nhưng mà ý tôi nói ở đây đó là chúng ta vui mừng quá, chúng ta hòa lòng ở trong sự niềm vui quá, chúng ta có thể quên với cái công việc gì đó, nhưng mà nó phản chiếu lại cái sự vui mừng, sự sáng của Chúa. Chứ một người mà đến với Chúa mà với một lòng, không phải giống như cái bài đến với Chúa với tâm lòng gì? Đúng rồi, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Mình có những người đến với Chúa với tâm lòng khổ đau, khổ thai, đến mà cái Chúa ơi con là người có tội. Có một lần khi mà dự tiệc thánh với một người anh em ở Philippines, anh em mà đứng dậy đi ra ngoài, thì chúng tôi hỏi rằng ủa sao vậy? Sao hồi nãy bạn không dự tiệc thánh? Bởi vì tôi thấy tôi có tội quá, tôi thấy tôi không xứng đáng. Mà anh đi từ Philippines qua anh truyền giáo bên Việt Nam á, cho đến một lúc nào Chúa làm việc gì trong ảnh mà ảnh nói ảnh không chịu đựng được, ảnh không có dự tiệc thánh được, ảnh thấy ảnh có tội, anh đi ra. Tôi nói bạn ơi, xin Chúa tha thứ rồi mình dự tiệc thánh đó là một đặc quyền của chúng ta chứ đâu phải mà lúc đó rồi mình nói thôi tôi không xứng đáng rồi, biết bao giờ mình mới xứng đáng. Cho nên ảnh cảm thấy ảnh xấu xa cái phương diện mà một cái người mà cảm thấy cái lòng mình không ngay thẳng với Chúa, cảm thấy bức rứt, cảm thấy buồn chán, cảm thấy không có muốn dự phần với Chúa đó, thì họ muốn ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Nhưng tôi muốn trở lại với cái đoạn câu kinh thánh Thi Thiên đoạn 33 câu 1, hỡi người công bình hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, thấy không? Sự ngợi khen là dành cho người công bình. Quý vị là người công bình thì chúng ta có một cái tư cách để chúng ta ngợi khen Chúa với sự vui mừng, với sự phản ảnh là những gì mà tôi nói cho quý vị hồi nãy giờ đó. Và sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Cái người mà không có ngay thẳng không có dám đứng ngợi khen Chúa một cách tự do, một cách mạnh mẽ và đầy sự vui mừng như một người ngay thẳng và công bình. Cho nên sự ngợi khen mà Chúa tạo dựng nên cho tất cả chúng ta đó là tạo dựng cho người, cái người ngay thẳng, cái người công bình, kết bạn với những người kính sợ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay dạy chúng ta rằng chúng ta sẽ bước vào một nơi với những tiêu chuẩn như vậy đó. Nếu bạn là người kính sợ Chúa, bạn là người công bình và trung tín, chúng ta làm ăn với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta kết bạn với nhau. Nếu bạn không phải là người đó, chúng ta phải cẩn thận. Vâng, chúng ta đi qua phần thứ hai. Và trước khi đi qua phần hai, chúng ta đọc tiếp câu số 3. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Tôi tin rằng quý vị đang là những người để tâm trí mình nương dựa nơi Chúa. Và hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Ngài đã dằn những người ở nơi cao, phá đổ thành cao, ngất hạ xuống tới đất, xa vào bụi bặm, bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàn, thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát. Đây là đang nói về chúng ta nè. Đây là đang nói về một dân mà chúng ta có thể nghiền nát những kẻ kiêu ngạo. Đây đang nói về vị trí của hội thánh mà Chúa nói rằng Ngài là đấng sẽ đem từ trên cao, Ngài đem xuống dưới luôn ha. Chúng ta có nhớ ở trong câu kinh thánh có cái câu chuyện về thành Ninive không? Thành Ninive là một cái thành rất mạnh. Chúng ta nhớ đến dân thành Babylon không? Là một dân cư rất mạnh. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu ở trên cao á, Chúa có thể hạ nó xuống. Chúa đã có một cái lời cảnh báo cho Ninive là nó sẽ sụp đổ trong vòng 40 ngày nếu mà thành này không chịu ăn năn. Một cái thành lớn, một cái đế đô lớn như Gabaon mà còn phải phục dưới dân Israel như thế nào? Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ làm điều công bình đó cho những kẻ kính sợ Ngài. Chúng ta đi vào cái phần suy gẫm phần 2 này như thế nào? Sau khi mà chúng ta học được là một nơi mà được vào với những tiêu chuẩn mà chúng ta biết là những tiêu chuẩn rồi. Điều thứ hai đó là một nơi không hề bị rúng động. Trước nhất chúng ta nói về vần đá của các thời đại. Vần đá của các thời đại đó chính là Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta nghe nói về Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Và tất cả những gì trong Cựu Ước tập trung vào một nhân vật, đó là nói về sự đến của, nói về tiên tri về sự đến của cứu Chúa Jesus Christ. Thì ở trong cái bài học này nói về vần đá, Chúa Jesus rất là rõ. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn 16 câu 18, tôi xin mời quý vị đọc trước cái câu kinh thánh này trước khi tôi giải thích. Còn ta bảo ngươi rằng
ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Đây là câu kinh thánh, lời đối thoại của Chúa Giê-xu nói chuyện với Phi-rơ. Phi-rơ đại diện cho các sứ đồ, các môn đồ, và ông cũng đại diện cho hội thánh, và ông cũng đại diện cho tín hữu ngày hôm nay nữa, thưa quý vị. Và kinh thánh khi mà Chúa Giê-xu nói chuyện với Phi-rơ đó, ông Phi-rơ, tên của ông là Phi-rơ, là hòn đá nhỏ, và trong cái bản Hy Lạp là Bebel. Bản Hy Lạp đó, dịch ra tiếng Anh đó, thì là Bebel, là thủy tinh, là đá cuội. Thủy tinh thì dễ vỡ, đá cuội thì là loại đá nhỏ. Và Chúa Giê-xu nói rằng, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Đá này có nghĩa là Bebel, thủy tinh. Ngươi là Phi-rơ, là đá này, là thủy tinh, là dễ vỡ. Phi-rơ ơi, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và cái chữ đá này đó chính là Petra. Petra trong bản Hy Lạp có nghĩa là vần đá. A rock, tiếng Anh là rock. Vần đá lớn, chắc chắn. Chúng tôi có dịp đi xa cách đây hơn tuần. Đi ngang qua những cái núi, dãy núi á. Không có cây, thấy toàn là đá không à. Mà có muốn ngọc cây cũng không được, tại vì đá mà. Thì tôi suy nghĩ trong đầu á, nó hình thành lên một cái núi mà nó bằng đá như vậy, là cả triệu năm như vậy. Và cái đá này chắc chắn và vững bền như vậy, trải qua bao nhiêu ngàn năm, và nó chắc chắn nó được. Lời của Chúa cũng dạy cho chúng ta rằng, nếu mà chúng ta xây nhà ở trên đá đó, nếu mà xây nhà trên một cái đồi mà nó ưa có đất mà nó trượt đó, thì nguy hiểm lắm. Hàng năm chúng ta nghe những cái vụ trượt đất, chết rất là nhiều người, phải không ạ? Nhưng mà với cái loại núi mà tại Arizona đó, tôi đang giới thiệu cho quý vị đó, thì quý vị thấy là đến đây quý vị xây nhà ở trên núi này thì bảo đảm chắc chắn, bởi vì đá nó cứng và nó chắc như vậy, và không có cây nào có thể mọc ở trên cái đá đó được hết trơn. Chỉ có thể mà xây những công trình ở trên đó. Xa xa thì thấy có những cái cây xương rồng mọc lên, thì nó lựa ở cái chỗ nào mà không có đá đó thì nó mới lên một cái cây xương rồng. Hàng chục năm như vậy mới có một cây xương rồng. Thì điều này nhắc cho tôi nhớ lên cái vần đá mà Chúa Giê-xu đã dạy Phi-rơ đó. Đá này chính là Chúa Giê-xu, là Petra hay là rock, một cái vần đá thiết là lớn và chắc chắn. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói rằng xây hội thánh của Chúa phải xây ở trên vần đá của Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh là như vậy. Hallelujah, amen. Chúng ta từ chối Chúa Giê-xu, chúng ta từ chối vần đá của các thời đại, có nghĩa là từ chối đầu của hội thánh. Ngày hôm nay các tà giáo họ từ chối đầu của hội thánh. Họ từ chối cái uy quyền ngôi hai của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu. Họ tự nhận mình là Chúa Giê-xu, bậy bạ hết sức. Quý vị thấy không à? Cho nên những cái hội đó nó lụi tàn và nó tiêu tán đi. Nó không phát triển được. Hội thánh của Chúa 2000 năm phát triển mạnh mẽ và sẽ phát triển tột bậc cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Bởi vì hội thánh được xây dựng trên vần đá của Chúa Giê-xu. Không có An Sang Hồng ở đây, không có Đức Chúa Trời Mẹ ở đây, không có Dương Hướng Bần ở đây à. Tôi đang nói đến các giáo chủ ngày hôm nay đang lộng hành à. Họ thay thế Đức Chúa Trời, họ thay thế Chúa Giê-xu của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, Kinh Thánh Chúa Giê-xu khẳng định rằng Ngài là vần đá của các thời đại. Và hội thánh nào mới mở hoặc là mở lâu rồi và 2000 năm qua vẫn được xây dựng trên đá này, có nghĩa là đá Petra. Đá rock. Có bài Jesus Rock tôi viết năm 2007 á. Giê-xu thiêu văn ngài lòng con bất an. Đó, tôi hát bài đó với hội thánh của Chúa thật là mạnh mẽ. Thiêu văn Chúa Giê-xu thì bất an, thiêu văn Chúa Giê-xu là sẽ thất bại. Jesus Rock, Chúa Giê-xu là vần đá của chúng ta. Trong khi nói chuyện với Phi-rơ thì Chúa Giê-xu đã có cái cách so sánh ví von rất là hay. Vần đá của ta, ta là vần đá lớn đây, còn ngươi chỉ là Bebel, ngươi chỉ là và thủy tinh và đá cuội nhỏ lắm, không có làm gì được hết. Hãy xây dựng trên đá lớn, đó chính là ta. Như vậy thì hội thánh của Chúa được xây dựng ở trên Chúa Giê-xu thì không bao giờ bị rúng động, thưa quý vị. Cảm ơn Chúa, vui lắm quý vị ơi. Rồi, chúng ta học được điều nữa là đấng đánh hạ kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. Chúng ta nhớ rằng, hễ ai mà muốn thay quyền của Chúa Giê-xu, thay quyền lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ đánh hạ kẻ đó. Quý vị biết tôi đang nói ai? Quý vị biết tôi đang hướng về ai? Quý vị biết tôi đang ngụ ý về điều chi? Thưa quý vị, cho nên vừa qua tôi có nghe một sư Franklin Graham, là con của một sư Billy Graham, ông nói, và tôi cũng đã
khích lệ dân sự của Chúa trong phòng cầu nguyện rằng quý vị hãy cẩn thận với hai ứng viên sắp tới này để tranh cử. Tôi không muốn nói tên ở đây, bởi vì ông Frank Cunningham có nói tên, nhưng mà ông nói rằng bởi vì hai người này mà ra chức lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ thì Cơ Đốc nhân sẽ đối diện với sự khó khăn, Cơ Đốc nhân sẽ đối diện với sự thách thức, với sự khó khăn. Tại sao? Bởi vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì họ dựa vào trong quyền thế của con người để mà chống lại luật pháp, lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đâu có cho phá thai, lời của Đức Chúa Trời cũng đâu có cho cũng đâu có chấp nhận sự đồng tính luyến ái ở đây. Nhưng mà những người này lên và hứa hẹn với những điều đó. Thưa quý vị, tôi phải nói nhỏ ở đây, mở ngoặc cho quý vị thấy ở đây. Và Kinh Thánh chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đánh hạ cái kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. Một đế đô lớn như Agabaon, một đế đô lớn như Babylon cổ, một cái thành phố lớn như Nineve có thể so sánh với thành phố New York ngày hôm nay. Mà Đức Chúa Trời còn phán qua ông Esai rằng Ngài đã dằn những người ở nơi cao, đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, xa vào bụi bặm, bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân của kẻ nghèo nàn thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát. Ở trong Roma đoạn 16 câu 20 là của Đức Chúa Trời có phán với chúng ta rằng Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ kiếp chà nát Satan dưới chân của chúng ta. Và Kinh Thánh cũng nói rằng Tin Lành được rao giảng cho kẻ giàu hay kẻ nghèo. Kẻ nghèo đó chính là chúng ta nè. Kẻ nghèo ở đây là kẻ nghèo về thuộc linh á, về sự đói khát thuộc linh. Và dĩ nhiên chúng ta cũng có thể là một trong những người nghèo. Vườn nho thì giàu không à. Tôi tin rằng quý vị giàu có, quý vị được Chúa ban phước. Nhưng mà cũng nói đến những người nghèo, Tin Lành cho kẻ nghèo và nghèo nàn thuộc linh và nghèo nàn thể chất nữa. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa dùng những người đó đó để lập nên vương quốc của Đức Chúa Trời, để lập nên nước của Ngài, để lập nên một cái thành công bình và kính sợ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, một cái nước Mỹ tương lai mà tôi thấy được qua lời của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Nếu chúng ta giữ sự kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta kết bạn với những người công bình, chúng ta kết bạn với những người yêu mến lời của Đức Chúa Trời, yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ xây dựng được một hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ tiếp tục trường tồn mạnh mẽ. Thưa quý vị, 244 năm qua nước Mỹ được phước là bởi vì sự phước hạnh của Chúa ban cho những quốc phụ dòng dõi của họ bởi vì kính sợ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục làm liều lành cho những người kính sợ Đức Chúa Trời và giữ luật pháp của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Ngài sẽ là đấng tiếp tục sẽ đánh hạ kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. Nếu có kẻ nào muốn lật đổ sự tế trị của Đức Chúa Trời, chống lại quyền tế trị của Đức Chúa Trời, thì hãy nhớ rằng câu Kinh Thánh này phán dạy rằng Ngài có thể, Ngài vẫn đánh hạ kẻ kiêu ngạo và vẫn ban ơn cho những người khiêm nhường, kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi qua đến phần thứ ba, thưa quý vị. Một nơi để rèn tập người công bình. Một nơi để rèn tập người công bình, thưa quý vị. Chúng ta đọc ở trong lời của Chúa sáng hôm nay, trong câu 7. Đường của người công bình là ngay thẳng. Ngài là đấng ngay thẳng ban bằng đường của người công bình. Đảo lại, quý vị thấy không? Đường của người công bình là ngay thẳng. Ngài là đấng ngay thẳng ban bằng đường của người công bình. Đức Chúa Trời là đấng ban bằng đường của chúng ta. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật chúng tôi đứng trên đường phán xét và trông đợi Ngài. Danh Ngài là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Đường ban đêm linh hồn tôi ao ước Ngài. Phải thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài, và khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. Ở đây nói đến sự công bình nãy giờ tôi đếm được 4-5 lần nói về sự công bình. Chúa muốn làm điều công bình, và để có sự công bình thì chúng ta phải tin nhận Chúa Giê-xu. Để được xưng công bình thì phải tin nhận Chúa Giê-xu, không có tin ai khác hết á, tin Chúa Giê-xu và được công bình. Và Chúa nói rằng nếu sự công bình chúng ta không trỗi hơn sự công bình của người Pha-ri-si đó, chúng ta không thể vào nước Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta chỉ còn một cách, đó là đau phục và tin nhận Chúa Giê-xu để được xưng công bình. Và Kinh Thánh nói rằng và hãy ai xưng tội mình thì Ngài là đấng thành tín công bình sẽ tha thứ và làm sạch mọi điều gian ác cho người đó. Cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu là đấng ban sự công bình cho chúng ta. Cho nên trở lại đây, chúng ta nói đến điều thứ nhất mà chúng ta học ở trong phần thứ ba này. Một nơi để rèn tập người công bình, đó chính là thành mà chúng ta đang ở trong đó, mà Chúa Giê-xu chính là chủ nhân của cái thành đó. Chúa Giê-xu có là chủ nhân của chúng ta không? Chúa Giê-xu có là
đấng cứu rỗi của chúng ta không? Nếu chúng ta để Ngài là ông chủ của chúng ta, là đấng chúng ta thờ phượng, thì chính Ngài sẽ là huấn luyện viên cho chúng ta. Đường của người công bình là ngay thẳng, Ngài là đấng ngay thẳng ban bằng đường công bình cho chúng ta, trong câu 7. Để chúng ta trở nên người công bình là phải tin nhận Chúa Giêsu như điều tôi nói cho quý vị hồi nãy đó. Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Ở trong Ê-sai đoạn 64 câu 6, ở đây nói đến cái áo nhớp, quý vị thấy không ạ? Và cái áo nhớp có nghĩa là cái dẻ rách đó, cái dẻ rách, filthy rags, cái dẻ rách dơ bẩn. Cái sự công bình của con người trước cái lăng kính của Đức Chúa Trời á là sự dơ bẩn. Cho nên ai mà nói rằng tôi tốt lắm, tôi làm công quả tốt lắm, tôi dĩ nhiên quý vị làm công quả công đức, quý vị làm những điều thiện là tốt. Dạ. Và quý vị có một ngày kia thì tôi có một người chị ở Việt Nam, chị ở có cái cửa hàng ở ngoài khu Đồng Khởi, thì chị nói rằng một ngày kia thì có ông khách nhìn ông là một giáo sư tóc bạc hết trơn à, nhìn thấy quý mến vị khách này, ông đeo kính, ông là một giáo sư, ông nói ông là một giáo sư trường đại học, ông qua đây ông khảo sát, và ông đi đến cái cửa hàng của chị tôi để mà mua một số hàng kỷ lưu niệm, nhưng mà ông để quên một cái lúc đó thì chưa có laptop, cũng cả chục năm rồi, một cái thông tin gì đó trong cái quyển sổ của ông, gì đó ông để lại, ông để quên, và chị tôi không biết cái đồ mà ông để quên là cái gì, nhưng mà ta không biết là ai, nhưng mà phải coi là của ai chứ, mà mình giữ nó nhiều khi không tốt. Thì chị tôi thất vọng vô cùng. Chị tôi mở ra và kiểm tra những cái đồ mà không biết là của ai, thì sau này mới biết là của ông. Thấy ở trong đó toàn là những cái tranh ảnh khiêu dâm và những cái tin tức mà ông qua đây để ông săn lùng những cái tai nạn, rồi ổng dính vào trong đó. Chị tôi hết hồn và nói với chúng tôi rằng chị tôi tưởng đây là một vị giáo sư khả kính, ở ngoài là một vị giáo sư khả kính và đầy sự tôn trọng. Nhưng mà khi mà cái đời tư của ông được lật ra đó thì thấy thất vọng quá. Chúng ta có thể đánh giá con người qua bề ngoài, nhưng mà chúng ta không biết cái sự chất chứa ở trong cái đời sống của người đó như thế nào. Điều đó làm cho nó đeo đẳng tôi đến ngày hôm nay. Nếu mà một người, ở Kinh Thánh cũng nói rằng nếu mà một người mà kính sợ Đức Chúa, một người mà nói là bạn của anh em, ông Phaolô nói rằng người nào mà xưng mình là bạn của anh em á, mà người đó gian dâm, ô uế, nói láo, gian ác, không công bình, thì anh em đừng làm bạn. Rõ ràng Phaolô, trong cái thời của Phaolô cũng có những người rất tốt, những người có diện mạo rất tốt, những người có bề ngoài rất tốt, nhưng mà ở trong đầy dẫy những sự gian dâm, ô uế và cướp giật, giết chóc, thì Phaolô nói rằng đừng kết bạn với những người đó, thưa quý vị. Cho nên qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng những người nào mà đến với chúng ta và nói rằng mình là Cơ Đốc nhân, rồi mình yêu mến Đức Chúa Trời, có lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta hãy kết bạn với những người đó và hãy xem xét như thế nào. Nhưng mà những người mà đến rồi tỏ ra những cái đời sống không có kính sợ Đức Chúa Trời, không trung tín, không có giữ đạo của Đức Chúa Trời, mà tôi đang ngụ ý đến một cái thể chế trong tương lai, ở trong cái cuộc bầu cử sắp tới này. Nếu như mà họ kính sợ Đức Chúa Trời như một vị tổng thống của chúng ta, nếu mà vị tổng thống của chúng ta đương nhiệm, ông tổ chức những buổi cầu nguyện ở trong Nhà Trắng, mỗi ngày học Kinh Thánh, mỗi ngày cầu nguyện, đó là một vị tổng thống mà chúng ta tin tưởng, amen không ạ? Rồi ông để cho nhiều người khác cầu nguyện, và tôi thấy toàn là những diễn giả được ơn cầu nguyện cho ông. Rồi ông đã từng tuyên bố với lại mọi người, gần đây nhất ông nói đó, quý vị đừng có thờ một cái chính phủ, nhưng hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi ông phó tổng thống của ông cũng vậy, ông phó tổng thống của ông nói rằng anh em quý vị đừng có mất thời gian để lướt ở trong những cái internet hàng ngày, cái thời gian đó anh em hãy đọc Kinh Thánh. Ôi quý vị ơi, nghe mà sung sướng trong lòng. Người nào mà đến kết bạn với chúng ta và yêu mến lời Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời, ham thích sự cầu nguyện, đó là bạn tốt, thưa quý vị. Nếu mà người nào rủ chúng ta tối nay đi nhậu không, tối nay đi uống bia không,
À, kỳ rồi chúng tôi cũng có dịp chúng tôi đi chơi rồi cái người đó trong khách sạn tôi tạm giấu chút xíu rồi tạm giấu thông tin bí mật bảo mật thôi quý vị hỏi tôi đi đâu nữa. Tôi, vợ tôi, hai đứa con đi ha, bí mật đi ha. Bốn đứa tôi, gia đình chúng tôi đi du lịch. Xong rồi chúng tôi vừa, cái người mà đẩy xe cho chúng tôi lên khách sạn, giao phòng cho chúng tôi, hỏi mấy anh từ Arizona qua hả? Dạ vâng, vui quá ha. Bao nhiêu người đi? Tôi có vợ tôi, hai đứa con tôi nữa là bốn người. Thì anh đó nói chuyện xong vui vẻ, mình đi uống bia không? Tôi nói tôi là mục sư. Nó luôn, tôi là mục sư, có vợ tôi, có con tôi ở đây, chúng tôi là cơ đốc nhân. Xong rồi anh tắt đài, anh mất tiêu luôn quý vị, không bao giờ xuất hiện trong hành trình của chúng tôi nữa. Đó, một người mà có cảm tình vui vẻ nói chuyện, họ rủ mình đi uống bia đó, mình thấy không được rồi đó. Nhưng mà nói, ở gần cái chỗ này có một cái buổi nhóm thờ phượng Chúa này, thì chúng tôi sẽ suy nghĩ liền á. Tối hôm nay có buổi nhóm mạnh mẽ lắm nào, bạn có tin Chúa hả? Bạn tới, bạn chia sẻ về đức tin của bạn. Ôi, phước hạnh lắm. Cho nên ai mà rủ chúng ta đi uống bia, đi nhậu, làm những cái điều không có đúng với Kinh Thánh á, thì chúng ta từ chối đi, nha, tín đồ nha. Mục sư và hội thánh, những người lãnh đạo phải dạy cho dân sự Chúa luôn luôn về điều này. Nhiều khi mình dạy những điều cao siêu mà mình quên nhắc họ đó, tránh những cái tệ nạn đó đi, bỏ nó đi. Hãy ở trong thành của những người công bình và kết bạn với những người kính sợ Đức Chúa Trời, thì quý vị sẽ giữ được mạng sống của mình. Những người nào lên lãnh đạo chúng ta, những người nào mà lên hướng dẫn chúng ta mà còn đời sống kết nối với thế gian, chặt đứt liền quý vị. Đừng bầu cho họ, đừng theo họ, bởi vì họ sẽ dẫn chúng ta đi vào ngõ cụt và chết mất ở trong cái sự không tin kính đó. Quý vị có amen với tôi không ạ? Amen, cảm ơn Chúa. Như vậy thì huấn luyện viên của chúng ta là Chúa Giê-xu. Ngài huấn luyện chúng ta để chúng ta trở nên công bình ở trong Ngài. Đừng để người khác không tin kính mà dẫn dắt chúng ta. Điều này tôi muốn nhắc cho quý vị. Còn 3 tháng nữa chúng ta sẽ bước vào một cái thời điểm quan trọng để biết chọn ai là người hướng dẫn chúng ta, hướng dẫn và dẫn dắt một Hiệp Trung Quốc biết kính sợ Đức Chúa Trời và đi trong con đường ngay thẳng thưa quý vị. Amen, cảm ơn Chúa. Với lòng yêu mến Chúa của tôi và quý vị, chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước vốn đã kính sợ Đức Chúa Trời hãy tiếp tục đi trong con đường đó. Một nơi để rèn tập người công bình. Chúng ta có để ý ở trong lời của Chúa, có nói một điều mà tôi suy nghĩ hoài. Câu 10, kẻ ác giàu có được ơn cũng chẳng học sự công bình. Kinh Thánh nói kẻ ác giàu có được ơn là nó được ơn thiệt đó nha. Kẻ ác có được ơn không quý vị? Có. Có được ơn á. Họ vẫn thành công như thường á. Mà tại sao lại kẻ ác vẫn còn? Phải không ạ? Như vậy thì Chúa dạy chúng ta điều gì ở đây? Ở trong cái bối cảnh này nè, kẻ ác vẫn trường tồn, thậm chí vẫn được trường thọ. Nên mình không có trù cho họ đi cho lẹ, nhưng mà hắn vẫn trường thọ. Quý vị thấy không? Rồi những ngày qua chúng ta thấy tình hình nước Mỹ, tại sao những cái người làm công bình yên lặng quá vậy, bây giờ họ đứng lên họ nói rồi họ bị bịt miệng lại, họ dán băng keo lại, rồi nhiều điều xảy ra lắm quý vị. Tại sao kẻ ác vẫn còn ở đây? Mà Kinh Thánh nói rõ ràng như vậy, kẻ ác giàu có được ơn. Dạ, kẻ ác giàu có được ơn. Ở đây muốn nói đến quý vị rằng chúng ta phải sống chung với kẻ ác. Nên ngày hôm nay chúng ta đừng cầu nguyện cho tụi nó biến hết, hay là tụi nó một ngày kia thì thế giới này chỉ có yêu thương thôi. Chúng ta vẫn phải sống chung với họ. Nhưng mà để làm gì? Chúng ta nhớ rằng ngay cả đến những kẻ ác cũng nhận được các lợi ích của Đức Chúa Trời nha. Như lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45, để cho chúng ta yên tâm, để chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta yên tâm. Hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ làm lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Cho nên lý do mà Đức Chúa Trời để cho chúng ta sống chung với họ đó là để Ngài huấn luyện chúng ta trở nên một dân thánh cho Ngài. Tôi đã nói quý vị rồi, nếu mà quý vị xin Chúa cho con có tình yêu thương, thì Chúa sẽ cho chúng ta gặp những nan đề mà những người thấy ghét đến, để cho chúng ta có thể yêu thương được họ. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương để tha thứ, thì chúng ta phải đối diện với những kẻ làm tổn thương chúng ta để chúng ta có thể tha thứ cho họ. Thưa quý vị, chúng tôi trải qua những ngày thử thách hơn 2 năm trước, và đến ngày hôm nay chúng tôi đã được tự do. Chúng tôi không còn nhớ những chuyện cũ nữa, mà chúng tôi muốn hầu việc Đức Chúa Trời ngày hôm nay, và chúng tôi học được bài học tha thứ và yêu thương.
Nên chúng ta phải đối diện với những kẻ ác mà nó sống chung với chúng ta, để chúng ta có một huấn luyện viên huấn luyện chúng ta, để chúng ta trở nên người công bình cho Đức Chúa Trời. Cho nên hãy cảm tạ Chúa về những người làm phiền chúng ta, những người đem đến sự bấn loạn và rối loạn ngày hôm nay, bởi vì nó tập cho chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Covid-19 xảy ra, hay là dịch cúm xảy ra, nó tập cho hội thánh Chúa trung tín với Chúa nhiều hơn. Ngày hôm nay không còn phân biệt tư gia với nhà thờ nữa. Cảm ơn Chúa, tôi muốn gửi lời yêu thương này đến quê hương. Ngày xưa mà còn nhóm tư gia nữa, ôi mấy người tư gia. Cái chữ tư gia nó dường như là cái gì đó nó không có được tôn trọng lắm. Nó cái gì đó nó làm cho khó chịu lắm. Bây giờ thì nhà thờ cũng phải lui về trong một cái phòng để rồi cùng nhau online. Tất cả đều nhóm ở trong tư gia, trong tình yêu thương và hiểu nhau hơn. Quý vị thấy không? Cái khó khăn, cái kẻ ác gây những điều khó khăn, những cản trở, nhưng đã làm cho hội thánh Chúa xích lại gần nhau hơn, yêu mến nhau hơn, mạnh mẽ hơn. Và tôi muốn nhắc lại cái câu chuyện rằng ngày hôm nay có 68% người Mỹ cầu nguyện. Là tại sao? Là bởi vì họ chịu hết nổi rồi. Không chịu nổi nữa. Những chuyện xảy ra gai mắt quá. Gần đây có một em bé 5 tuổi, nó lạc vô, nó chỉ lái xe, nó lạc vô cái sân của một cái anh thanh niên này. Là anh này đã xách súng bắn nó chết ngay trước sự chứng kiến của hai người chị và người thân. Điều đó đã làm cho tất cả chúng ta không thể yên lặng được nữa. Và chúng ta không thể làm gì, chúng ta chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi. Tất cả những điều này xảy ra. Tại sao những kẻ ác xung quanh chúng ta? Tại sao những kẻ ác dấy loạn? Tại sao có những cái truyền thông mà làm cho sai lệch những cái thông tin về người công bình ngày hôm nay? Ấy là để cho chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Ấy là để cho chúng ta tỉnh thức nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Cho nên hôm nay tôi muốn đặt câu hỏi cho quý vị trước khi chúng ta cầu nguyện với nhau. Chúng ta có đang ở trong thành vững bền mà Chúa Giê-xu đã xây cho chúng ta chưa? Hay chúng ta đang giữ ngươi? Tôi nói tôi ở rồi đó, thì tôi vẫn biết Chúa vẫn biết tôi đó. Thì mạnh ai nấy sống, rồi Chủ nhật tôi thờ phượng Chúa. Như vậy thì không đúng quý vị ơi. Hãy kết nối với Chúa mỗi ngày và để Chúa Giê-xu làm chủ trong cuộc đời của chúng ta. Đừng quá dễ dãi với chúng ta, đừng quá dễ dãi với người bạn của chúng ta mà quên đi Đức Chúa Trời. Đừng quá dễ dãi với một thể chế mà cứ nhắm mắt làm ngơ và theo với những cái lợi lộc sẽ đem đến cho chúng ta. Nhưng hãy tỉnh thức, hãy nhờ cậy, hãy tỉnh thức và trông đợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Bởi vì Ngài là huấn luyện viên cho chúng ta, Ngài là đấng làm cho chúng ta trở nên thánh, trở nên công bình. Tôi câu hỏi của tôi kế tiếp đó là chúng ta có sẵn lòng để được rèn tập hay không nữa. Vâng, mọi người trong chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện. Sau đó thì chúng ta cùng sẽ hiệp lại với lời cầu nguyện của cô Quỳnh Hoa. Mời cô Quỳnh Hoa sẽ dâng lời cầu nguyện. Cô có thể lên đây để cô cầm microphone để cùng với dân sự Chúa cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì buổi sáng hôm nay chúng con được nghe lời của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con suy gẫm lời Chúa và giúp đỡ cho chúng con biết chọn bạn, biết ở trong cái vị trí mà Chúa muốn chúng con ở trong Chúa Giê-xu. Chúng con có một thành bền vững, đó là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con học theo sự công bình như Ngài muốn chúng con. Xin cho chúng con, Chúa ơi, ẩn náu ở trong vần đá của các thời đại, thưa Chúa của chúng con. Chúng con để điều đó, Ngài dẫn dắt chúng con từ đây cho đến khi Ngài trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng với cô Quỳnh Hoa, xin mời cô Quỳnh Hoa cầu nguyện. Cha ơi, chúng con dâng lời cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời là những nhân từ yêu thương của chúng con. Cảm tạ Chúa trong suốt một tiếng qua, Ngài đã cho chúng con ăn nuốt lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con nghe và hiểu được lời của Ngài qua tôi tớ của Ngài. Chúa ơi, phải xin hãy cho chúng con luôn luôn nương cậy vào Chúa, cho chúng con luôn được ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa. Bởi vì thế gian này, Chúa ơi, nó đang đầy những bấn động, những biến loạn, đầy những tội lỗi, đầy những dịch bệnh. Chúng con đôi lúc cũng bị hoang mang, nhưng Chúa ơi, khi chúng con đi vào đường lối của Chúa, khi chúng con nương cậy vào Chúa, đời sống của chúng con bám chặt vào Ngài, thì Chúa ơi, chúng con luôn có được sự bình an nơi Chúa. Xin hãy tiếp tục ở cùng với chúng con, gìn giữ bước chân của chúng con khi đi ra đi vào trong sự quan phòng của Chúa. Bởi vì chúng con không biết được rằng những kẻ ác nó luôn luôn vây phủ chúng con. Chính vì vậy mà Chúa ơi, chúng con luôn luôn cần có sự bảo vệ của Ngài. Xin Thánh Linh của Ngài luôn luôn là hòn đá, là một che chở chúng con mỗi khi chúng con đi ra đi vào. Xin Thánh Linh của Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để tìm kiếm Chúa, ban cho chúng con có thời giờ đọc lời của Chúa để mà Chúa ơi, chúng con nhìn
thời sự chúng con nhìn những điều này điều nọ trước mắt chúng con, để mà chúng con có sự khôn ngoan để mà làm những điều mà theo đẹp lòng của Chúa. Xin đừng để chúng con đi theo ý riêng của mình, đừng để chúng con đi theo một đảng phái nào, nhưng mà hãy cho chúng con đi theo những người mà yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Thì điều đó mới đem đến cho dân sự của Chúa đất nước này trở thành một đất nước yêu mến Chúa, kính sợ Ngài. Chúa ơi, một đất nước đường sữa và mật, như lời của Chúa hứa rằng những ai mà tìm kiếm Chúa, những ai nương cậy vào Chúa thì đều được phước hạnh. Xin hãy tiếp tục ban phước cho chúng con, Chúa ơi, gìn giữ chúng con, bảo vệ chúng con trong suốt những ngày tháng còn lại ở dưới thế gian đời này. Xin cho chúng con đi trong sự dạy dỗ của Chúa, dẫn dắt của Chúa, và cho chúng con có sự khôn ngoan để mà kết những người bạn bên cạnh của mình, để mà chúng con không bị những thói hư tật xấu của họ làm ảnh hưởng. Xin hãy cho chúng con đầy đủ lời của Chúa Ngài, để mà chúng con luôn đứng vững trong đường lối của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa, Ngài ban phước cho anh chị em chúng con cái của dân của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới một ngày phước hạnh bình an này. Nguyện Thánh Linh của Chúa Ngài tiếp tục đổ đầy ơn của Chúa trên mỗi một đời sống của chúng con từ bây giờ cho tới ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, và chúng con giao phó mọi thời gian còn lại trong cánh tay yêu thương của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện Chúa bấy nhiêu điều nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn cô Bình Hoa trong lời cầu nguyện, và tôi xin được chúc phước cho hội thánh trước khi chúng ta ra về. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà con chúc phước cho dân sự của Ngài một tuần lễ an toàn, may mắn. Không ai trong chúng con bị nhiễm bệnh và gặp những trường hợp nguy hiểm như tai nạn, giao thông, tất cả những cái nguy cơ bị ăn uống và thức ăn, tất cả những thực phẩm. Trong danh Chúa Jesus, Ngài bảo vệ dân sự của Ngài. Quyền xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Jesus và sự thông công, quyền năng và các ân tứ của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở cùng với dân sự của Ngài, bảo vệ chúng con, chữa lành chúng con, phục hồi kinh tế gia đình chúng con và kinh tế của nước Mỹ này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.